Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mai Khôi. Ngày hôm nay Mai Khôi vào bếp sẽ nấu cháo nhưng mà mình không có sử dụng gạo. Món cháo này thì không có tinh bột, rất là tốt cho bạn nào ăn kiêng giảm cân hoặc là ăn kiêng để không có bị bệnh bớt bệnh đó. Và món cháo này thì Mai Khôi nấu theo chế độ ăn kiêng keto. À cách nấu thì rất là đơn giản luôn các bạn. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng với Mai Khôi nấu món cháo này nha. Ở đây Mai Khôi có một cái súp lơ trắng hay còn gọi là bông cải trắng Thì các bạn cũng biết là cái súp lơ này nó rất là tốt Nó chứa nhiều vitamin rồi chứa nhiều chất xơ Nó có những cái đặc tính để mà tăng cường miễn dịch cũng như là chống lão hóa và chống ung thư Thì cái này Mai Khôi sẽ sử dụng chính để mà mình nấu cháo nha Giờ mình cắt cái súp lơ này ra nha Cái phần lá đó nếu như các bạn không muốn bỏ đi thì mình có thể cắt nhỏ ra để dùng nấu súp nha Tại vì ở Tây nó cũng có món súp lá của bông cải trắng đó các bạn ăn rất là ngon Rồi bây giờ Mai Khôi sẽ cắt cái phần súp lơ này ra thành từng miếng như thế này nè Xong mình cắt nhỏ ra nữa ha Rồi Mai Khôi đã cắt súp lơ nó ra thành từng miếng nhỏ như thế này nè Thì sau khi cắt xong đó mình cân lên là được 650g súp lơ Uh, cái này thì chỉ cần tương đối thôi các bạn không cần chính xác 100% phần trăm đâu các bạn chỉ cần ước chừng một cái bông súp lơ là được rồi giờ mình cho nước vào và rửa cái súp lơ này qua hai hoặc là ba lần nước cho nó thiệt là sạch ha rồi giờ mình đi nấu cháo nha thì mấy khôi cho vào trong nồi này là một muỗng canh dầu ăn ở đây mình có là hành tím băm nhuyễn khoảng 2 muỗng canh Mấy khôi sẽ cho vào trong nồi và mình có ở đây là một tép tỏi băm nhuyễn mình cũng cho vào và phi thơm khi hành tỏi đã thơm và chuyển qua màu vàng thì mấy khôi sẽ cho súp lơ vào và mình xào cái súp lơ này khoảng một phút nha sau khi xào được một phút thì bây giờ mình sẽ cho vào trong nồi này là một lít nước thì nếu như các bạn muốn tăng thêm dinh dưỡng cho món ăn thì mình có thể sử dụng nước lèo từ nước lèo gà hay là nước lèo từ xương heo rồi đó rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và nấu cho cái súp lơ này nó mềm nha sau khi nấu được vài phút rồi thì bây giờ mình sẽ mở nắp ra để kiểm tra nha thì cái súp lơ này mình thấy nó hơi mềm thì mình bắt đầu nêm vào đây là một muỗng cà phê muối thì cái này các bạn nêm nếm theo khẩu vị ăn của gia đình mình ha. Mai khôi sẽ không có sử dụng đường là tại vì cái súp lơ này á mình nấu như vậy nó ra chất ngọt nhiều rồi mình chỉ nêm muối thôi à, hoặc là các bạn có thể nêm nước mắm nhưng mà nêm nước mắm thì mình đợi tắt bếp rồi hãy nêm. Mai khôi sẽ nêm thử xem vừa ăn hay chưa thì theo khẩu vị của may khôi là vừa ăn rồi cho nên mình sẽ không có thêm bất kỳ một cái gì nữa. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và tiếp tục nấu cho cái súp lơ này nó mềm ra hẳn luôn ha Sau khi nấu thêm vài phút thì bây giờ mình sẽ mở ra để kiểm tra xem cái bông cải trắng này nó mềm như ra chưa nha Mình khôi lấy cái đũa rồi mình bẻ thử nè Ồ nó mềm lắm luôn rồi đó Như vậy là được rồi nè và để cho cái món của mình nó có cái màu giống như là cháo mình hay ăn đó Thì mấy Khôi sẽ cho vào đây là sữa tươi không đường Mình cho 2-3 muỗng canh sau đó mình trộn đều lên để xem cái màu Nó ra được cái màu như mình thích hay chưa Như này thì nó đang còn nhạt thì mấy Khôi sẽ cho thêm vào đó mình cứ cho từ từ vào nha Tại vì có người thích cái màu trắng nó đậm đậm chút Còn có người thích nó nhạt nhạt thôi Đó mình cứ cho 2-3 muỗng xong mình khuấy lên một lần cái này nó vẫn còn nhạt thì mấy khôi sẽ cho thêm vào. Đó, mình cho từng muỗng canh như vậy là chắc ăn nè. Rồi mình trộn lên. Rồi mấy khôi thấy như vậy là được rồi thì tổng cái lượng sữa tươi mấy khôi cho vào là 8 cái muỗng canh ha. Bây giờ mình sẽ nêm lại một lần nữa xem nó đã vừa ăn hay chưa. Ừ, thì đối với mấy khôi là vừa ăn rồi, cái này các bạn cứ nêm nếm theo khẩu vị ăn của gia đình mình nha rồi sau khi nêm nếm thấy vừa ăn rồi thì các bạn nhìn vào cái nồi các bạn thấy nó vẫn chưa có giống cháo lắm đúng không thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái máy xay cầm tay này mình xay cái bông cải trắng ra nhưng mà các bạn đừng có xay nó quá nhuyễn nha mình xay nó còn hơi lợn cận mà mình nó còn từng miếng nhỏ nhỏ chút xíu á thì mình nhìn vào mình thấy nó sẽ giống là hạt gạo hơn đó mấy khôi xay ra nè còn nếu như bạn nào không có máy xay cầm tay thì sao thì các bạn có thể sử dụng cái vá mình lấy cái vá đó mình ấn xuống như thế này nè tại vì cái bông cải trắng của mình nó mềm rồi cho nên các bạn lấy cái vá các bạn để đè, đè xuống là nó cũng sẽ nát ra đó như vậy thì nó còn hơi hơi to cái miếng một chút xíu thì mình nên đè thêm cho nó nát ra một chút nữa nha thì nhìn nó sẽ giống cháo hơn còn nếu như các bạn thích ăn mà cảm nhận cái súp lơ nhiều đó thì mình cứ để miếng to to như vậy cũng không có sao vậy là cái nồi cháo của mình xong rồi đó các bạn các bạn có thể múc ra để mà thưởng thức rồi đó thì cái này nó đang có cái độ loãng chứ nó không có cái độ đặc sệt nếu như các bạn thích ăn cháo nó có độ hơi đặc đặc hơi sệt sệt một chút xíu thì mình sẽ cho vào tinh bột sắn dây thì cái tinh bột sắn dây này các bạn có thể tìm mua trong chợ Việt Nam hoặc là chợ Châu Á cái bột này nó chứa rất là ít tinh bột với lại mình sử dụng liều lượng cũng rất là ít chỉ một muỗng canh tinh bột sắn dây thôi cho nên nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều nha các bạn rồi mình cho vào trong cái chén này là hai muỗng canh nước lạnh rồi mình khuấy cho cái tinh bột sắn dây này nó tan ra còn nếu như các bạn nói là các bạn kiêng hoàn toàn luôn không có sử dụng tinh bột không có sử dụng gì hết thì mình khỏi cần dùng cái này nha rồi mình sẽ cho từ từ vào trong cái nồi cháo của mình nè Thì các bạn nhớ để lửa nhỏ nhỏ mình khuấy để cho nó chín cái bột á đó. đó khi mình cho vào thì các bạn thấy cái cháo của mình bắt đầu nó có cái độ hơi đặc đặc lại một chút Thì bây giờ nhìn nó giống hơn nữa ha Đó nó giống hơn còn hồi nãy thì nó hơi loãng nhưng mà Cũng tùy à có người thích ăn cháo loãng có người thích ăn cháo đặc Thì cái này mình làm theo tùy theo sở thích của mỗi người rồi giờ máy khôi sẽ múc cháo ra tô nha Rồi mình cho lên đây hành lá nè Một ít hành phi cho nó thơm Rồi chút xíu ngò lên Sau đó thì rắc tiêu lên là xong tô cháo của mình với là vậy là cháo nấu không cần sử dụng gạo mấy khôi đã nấu xong rồi rất là đơn giản luôn đúng không các bạn thì cái cháo này mình sẽ ăn kèm với lại là thịt uh, xay nhuyễn xào với tôm cà rốt này kia thì cái này là giống như là nhân bánh đúc á thì mấy khôi đã có hai video bánh đúc mặn sử dụng bột và bánh đúc mặn không có sử dụng bột uh, mấy khôi sẽ để hai cái link video đó trong phần mô tả cho các bạn tham khảo thêm nha cái nhân này mình làm y chang như vậy đó hoặc là các bạn có thể ăn chung với lại trứng muối, trứng bắc thảo này kia hay là Nói chung mình có thể ăn được với bất kỳ cái topping nào cũng được Ăn với trà bông cũng ngon Đó các bạn thấy nè, nó có cái độ đặc đặc sệt sệt và nhìn thì y như cháo luôn ha Đó Rồi giờ mấy Khôi sẽ múc ra cái chén để mà thưởng thức Thì đây chỉ là một món ăn giả dạng thôi, nói vui là giả dạng cháo thôi Chứ thực ra nó mình đâu có sử dụng gạo đâu nhưng mà đối với những bạn nào mà không ăn được tinh bột, kiên tinh bột hoàn toàn Thì đây cũng là một uh, sự lựa chọn để cho các bạn có thể đỡ cơn thèm của mình Đó, Nhìn hấp dẫn không các bạn Cái này mình không có tán hay là xay nó quá nhuyễn nha Các bạn thích thì mình có thể xay nó nhuyễn hơn chút xíu Bây giờ mời các bạn ăn chung với Mai Khôi ha uhm, Nó ngon lắm các bạn và nó ăn nó cũng rất là giống cháo Nếu mà nói giống 100% thì không có đúng, nó chỉ là tương đối thôi À, nhưng mà nó có một cái là nếu mình ăn cháo trắng không như vậy đó thì mình sẽ nghe cái mùi bông cải trắng cái mùi súp lơ nó hơi bị mạnh mình ăn kèm với lại những cái món khác đó như là mình nấu cháo mực hay cháo tôm hay cháo thịt đó, thì cái mùi nó sẽ đỡ hơn à, các bạn có thể nêm vào đây chút xíu nước mắm hoặc là cho vào thêm dầu mè đó để cái món cháo của mình nó thơm ngon hơn và cái món này để gọi cho nó đúng tên thì nó chính là súp bông cải trắng nhưng mà nếu bạn nào ăn kiêng theo chế độ keto thì sẽ biết đây là cháo tức là mình nói vui là cháo giả dạng đó thì nhìn hình thức nó rất là giống và khi mấy khôi ăn thì mấy khôi cảm thấy nó cũng rất là giống cháo chỉ có cái mùi súp lơ nó hơi mạnh thôi ờ, thì bạn nào mà ăn kiêng không tinh bột để mà giảm cân để mà bớt bệnh đó hoặc là các bạn đổi khẩu vị cho gia đình Mình ăn cái xúc này nó cũng rất là tốt Tại vì nó gọi là cung cấp thêm dinh dưỡng cho cơ thể của mình Thì nếu các bạn thích nấu cháo không cần dùng gạo này Thì có thể vào bếp cùng với Mai Khôi nấu một lần xem sao nha Bây giờ thì Mai Khôi xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã bỏ thời gian để theo dõi Cũng như là ủng hộ Mai Khôi nếu các bạn thấy thích thì hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like, share video và để lại bình luận góp ý cho Mai Khôi ha. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À biệt tốt.